hào quang và sự nổi tiếng. Các cô sẽ ở đây và có buổi diễn riêng. Anh nói là buổi biểu diễn riêng á? Có thể đem lại cho người nghệ sĩ nhiều thứ. Effie, Dina sẽ hát chính. Ý anh là sao? Tôi vẫn luôn hát chính mà. Nhưng cũng có thể hủy hoại chính họ. Với 3 giải thưởng Quả Cầu Vàng và 2 giải thưởng Oscar cùng hàng loạt các giải thưởng danh giá khác, khi vinh quang và nước mắt luôn song hành cùng nhau, đừng bỏ lỡ những cô gái trong mơ trên kênh HBO.